Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Xe Máy Nhập Khẩu. Như thường lệ thì em đang có mặt tại xe máy Hà Đặng 4. Địa chỉ của bên em là 1361 tỉnh lộ 43, khu phố 2, Bình Chiểu, Thủ Đức. Như các bạn đã thấy thì kế bên em đây là dòng xe Vario ha. Vario 125 bên em được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về. Thì hiện tại là một số bạn hay hỏi em là